Ok đó mọi người, thì hôm nay mình sẽ không chơi FIFA 23 nữa, mà mình sẽ đổi qua chơi FIFA Online 4 thử ha. Thì trên kênh mình á, cũng nhiều bạn comment bảo mình là chơi thử FIFA Online 4 đi. Thì game này thì hồi trước lúc mới ra mình cũng có chơi rồi, cũng chơi cũng được cũng cả tháng đó. Nhưng mà mình thì thấy lại không thích lắm, nên là mình đã nghỉ chơi một thời gian. Thì do mọi người yêu cầu nhiều quá nên hôm nay mình đã tải lại game và chơi lại thử ha. Thì đội hình mình lúc đầu khá là cùi, tại giờ nó update ra khá nhiều rồi, nên là hôm nay mình sẽ quyết định đi mở thẻ đi ha, để tìm những cầu thủ mới. Đây, vật phẩm thì mình mới có một thẻ, thì để mình cũng có nạp một ít vô để quay thẻ. À, với lại đây là tên nhân vật của mình ha. Mọi người ai muốn chơi với mình thì có thể kết bạn nè, Zero The Cat 07. Dũng đi bình luận .com là trang web bán game FIFA 23 bản quyền và Big Sport với giá siêu ưu đãi. Chỉ với 149k, các bạn sẽ hữu riêng cho mình tựa game FIFA 23, được hỗ trợ cài đặt cũng như update game hoàn toàn miễn phí từ đội ngũ admin của trang web. Và đặc biệt các bạn sẽ được bảo hành trọn đời. Link website mình sẽ để dưới phần mô tả. Mình thấy có cái tỷ phú FIFA Online 4 nè, khá là hay nè. Thì mình có nạp 400 FC vô để quay thử ha. Ồ, cái này một lần mình chỉ quay được một lần thôi hả ta? Quay được một lần rồi, không có mà quay 10 lần cho nó nhanh nhờ. Đây là mấy cái vòng nè, qua một vòng thì mình sẽ nhận được mấy này đúng không? Rồi, ok, mình sẽ quất luôn đi ha. Đây, mình sẽ quay thử một lần trước. Ồ, có trái bóng. Ồ, được đúng số 1. Thôi là được thẻ cũng được rồi, cũng ngon. À, bây giờ mình mới được quay 10 lần rồi. Quay 10 lần là 190 FC, được giảm giá hả? Ui, cũng mắc cái giờ. Ồ, mình được gì đây? Cũng được khá nhiều thẻ nè, cũng ngon đấy. Ô đặc biệt nữa. Ô đặc biệt này là gì ta? Cũng chả biết nữa. Thôi, cứ quay hết đi ha, để có thẻ rồi chúng ta đi mở. Ai quay 10 lần phát nữa. Bum, ra được gì đây? Ồ, cái thẻ này thì mình ít chơi lắm nên mình cũng không có rành mấy cái thẻ này nữa. Thì mọi người biết thì cứ comment bên dưới để hướng dẫn mình ha. Rồi, cái này à, mình quay được qua được hai vòng rồi nè. Được nhận hai gói này rồi. Rồi ok, bây giờ mình phải chờ vật phẩm về đúng không? Thì ok, mình sẽ skip qua cái đoạn chờ đợi đi ha. Ok, thì có vẻ như đồ đã về kho của mình hết rồi đó. Ô, nè, quà từ tỷ phú FO4. Ơ, nó không có hình gì hết hả? Thôi, mình sẽ bấm nhận tất cả đi ha. Rồi, giờ mình sẽ qua đây đúng không? Mấy cái gói tiền nè, mình sẽ dùng trước đi ha. Được 3 tỷ, ui, nhiều thế. Hồi trước mua mấy chục triệu là nhiều rồi, giờ tới mấy tỷ lần hả? Ghê thật. Đây, mấy gói tiền này có cách nào dùng nhanh không? Đây, à, click vô select nè. Xác nhận hả? À, ok, nó mở một lần luôn được nè. Khá là nhanh, được 4 tỷ 3, nhiều dữ. Ô, mình đã được 12 tỷ 900 rồi nè. Chắc cũng mua được mấy cầu thủ xịn đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái nào trước đây? Này Real Madrid à. Ở này mình mở cái này trước ha. Thấy cái này có 96 à, mấy kia toàn 100 không à. Ồ, cái giao diện mở thẻ cũng khác nè. Hồi trước mình nhìn nó xấu hơn. Không có đi vô đường hầm có nghĩa là cầu thủ xịt cùi rồi đúng không? Chán thế. Đúng là mấy cái bách cùi thì nó chỉ như vậy thôi. Rồi 101 nữa. Ô, này giống nhìn đẹp nhở. Đâu mình sẽ mở này đi. Ui, gói này có cộng 7 lần hả? Đâu để coi. Ô, đi vô đường hầm này. Ô, đi vô được có xíu vậy. Lúc đờ dông, một cầu thủ Hà Lan rồi. Rồi, sẽ tiếp bắt tiếp theo thôi. Mấy cái cùi cùi 101 nè. Mình mở mấy cái 101, 102 trước đi ha. Này gói này là hình như là nó cộng 3 sẵn hay sao á. Này mình mở từng vật phẩm hay mở cả ba ta? Rồi mở từng cái đi ha cho nó hồi hộp. Chúng ta sẽ được đi vô đường hầm. Đi vô được có một cửa. Đây là Ashley Young, một cựu cầu thủ của Man United nè, bây giờ đang thi đấu cho Aston Villa. Rồi, sẽ mở tiếp đi. Lần này thì không được đi vô đường hầm, chán thế. Và còn một pack cuối cùng. Để coi. Cũng vô được có một cửa, không được vô sâu trong kia. Rồi, sẽ mở tiếp bách 104. Có gói 100 nè, để mình không thấy, đáng lẽ phải mở gói này trước nữa. Rồi, đi coi được gì đây. Rồi, không vô đường hầm luôn, 100 ra đúng 100 luôn, đúng chán luôn. Huy hiệu sinh nhật, hay là gì nhỉ? Có gói 88 nữa.
Thì mở cả hai luôn đi. Nhìn nó cùi cùi sao ấy. Ừ, cùi, đây là Cucurella của Chelsea. Rồi, tiếp theo mở nào đây? 102 nè. 102 đi. Bum, đây là gói cộng 4 rồi. Nãy giờ chưa được đi sâu vô trong ha. Toàn đi được một cửa. Đây là Carvajal, một hậu vệ cánh phải của Real Madrid. Rồi tiếp theo là 103. Bum. Ui, cái này có thể ra được cộng 5 luôn hả? Quá dữ. Cũng mới vô được có một cửa là Smith. Mình cũng không biết anh này. Tiếp theo là hình như là ở đây có 104 nè. Gói này đi. Bum. Mong là đi vô sâu vô trong một tí. Cũng qua được có một cửa, đây là Cap de Villa. Rồi tiếp theo. Mở thẻ nó không có nhạc, không có hiệu ứng gì hết ta. Nó chỉ có vậy thôi. Được đi vô tới hai cửa rồi nè. Đây là Gonalon. Mình cũng không biết cầu thủ này luôn. Real Madrid này xịn nè. Đúng không ta? Thôi mình sẽ để dành sau đi ha. Nhìn khá là đẹp. Nên chắc là xịn đó. Đây 105 nè. Bum. Gì đây? Ra gì đây? Qua được hai cửa rồi. Ôi, không qua được cửa thứ ba. Đây là Michael Ballack. Mình vừa nhận được thực phẩm gì mới à? À không. Mình còn có mấy gói à? Có 4 gói à? Mở gói này trước đi ha. Đây, mở từng cái đi. Chứ mở hết luôn thì nó mất vui lắm. Ui, thẻ cùi rồi. Simicat của Liverpool. Và Aubameyang. 106 nè. Mở gói 106 trước đi ha. Coi ra gì đây. Ôi, cũng cầu thủ cùi luôn. Đây là Aaron Rabiot, Juventus. Tiếp theo sẽ mở cái này đi. Đây là Retini. Gói trở lại à. Đây là ra chắc chắn ra cộng 5 rồi đúng không? Mình thấy có số 5 nè. Ra gì đây? Ui. Đây là Janssen, mình cũng không biết anh này luôn, nhìn khá là lạ ha. Cộng 5. Rồi, cuối cùng là Real Madrid thôi. Boom. Rồi, Real Madrid sẽ ra ai đây? Đây là Kaka. Mình cũng khá thích anh Kaka này nè. Thì đây là đội hình ngày trước của mình nè. Thì mình chơi đội hình của Manchester City. Để logo là Man United chứ lại chơi đội hình Man City thì khá là ảo diệu đúng không? Thì mình mong là mọi người sẽ giúp mình build một đội hình nào xịn xịn một tí bằng cách là comment tên cầu thủ ở bên dưới để mình xem xét và vô thử để build lên một đội hình để đá ha. Thì video của mình ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Thì nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment ý kiến cũng như là cầu thủ mà mọi người muốn mình mua bên dưới cho mình biết ha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.